Sau hơn một năm được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia, Hải Vân Quan vẫn chỉ là một điểm tham quan du lịch tự phát, khung cảnh lộn xộn bát nháo. Di tích Hải Vân nằm ngay đỉnh đèo, nhìn về phía bắc là tỉnh Thừa Thiên Huế, nhìn về hướng nam là biển Đà Nẵng. Mỗi ngày nơi đây có hàng trăm du khách trong và ngoài nước đến Hải Vân Quan để thăm thú và chụp ảnh lưu niệm. Trong khi cổng thiên hạ đệ nhất Hùng Quan được khoanh vùng để khai quật, thì cổng Hải Vân Quan vẫn bị du khách vô tư xâm phạm. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng chục thanh niên trèo lên lô cốt trong khu di tích để chụp ảnh mà không gặp sự ngăn cản nào từ ngành chức năng. Bức ảnh khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn của du khách khi tham quan, cũng như sự tác động từ con người vào khu di tích này. Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, kiêm trưởng ban quản lý khu di tích và du lịch Hải Vân Quan cho biết, sau khi được công nhận là di tích cấp quốc gia, Hải Vân Quan đón rất đông khách. Ủy ban Nhân dân quận đã thành lập ban quản lý và thuê 2 người bảo vệ trực 24/24 giờ tại di tích này. Mới đây, báo chí phản ánh về tình trạng mất vệ sinh tại di tích, quận đã chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường tăng cường thùng rác cho khu di tích. Nhân viên bảo vệ cũng hướng dẫn và ngăn cản việc du khách leo trèo lên di tích để chụp hình nhưng không xuể. Hải Vân Quan này thì là một di tích đã được xếp hạng lịch sử rồi. Đấy. Và nhưng có một lần thì khách du khách của Đức, bà ấy là bà già 60-70 tuổi, thì ngã từ trên xuống, ngã từ nào vào quán tôi cấp cứu. Thế thì cũng may bà ấy là chỉ nghe nói tôi cấp cứu đúng bệnh viện thì chỉ khâu mấy mũi thôi. Nên là cái nguy hiểm ở tầng cao nên là rất nguy hiểm. Còn rác ở đây thì nó vấn đề là có khách nước ngoài thì gần như không có, người ta có ý thức lớn, người ta không có xả rác, chỉ có trong nước Việt Nam. Sở Văn hóa Thông tin thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, do chưa có tiền lệ về việc hai địa phương cùng sở hữu một di sản vật thể, nên công tác phối hợp còn nhiều lúng túng, chậm trễ. Cùng với đó, tình trạng khai thác du lịch một cách tự phát vẫn chưa được chấn chỉnh do hai địa phương chưa thống nhất được quy chế.